Xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm món cải chua để dành ăn Tết cả nhà ơi. Sắp Tết rồi. Món cải chua này mình ăn kèm với thịt kho gẹo hay là thịt khìa, hoặc mình hầm với xương. Trước khi mình làm cải á, rồi bây giờ mình nấu nước đường trước nha các bạn. Ở đây mình cần 250g đường cát trắng. Mình không có đường cát vàng thì mình làm đường cát trắng. Cái màu nó không đẹp bằng cái đường cát vàng các bạn. Đó, mình cho hết vào 3 lít nước. Cái nồi này là 3 lít nước nha các bạn. Ở đây 150g muối. Muối hạt mình cho hết vào trong 3 lít nước này. Mình quậy cho nó tan ra. Mình quậy cho tan hết đường rồi mình bắt cái nồi nước muối đường này lên mình nấu nha các bạn. Từ khi nồi nước bắt đầu sôi á thì mình nấu thêm khoảng 10 phút nữa mình mới tắt lửa nha. Cái nồi nước đường nước muối của mình á là bắt đầu sôi, mình nấu thêm 10 phút nữa. Bây giờ thời gian đã được 10 phút và mình tắt lửa luôn nha các bạn. Mình chờ khi nước nguội rồi mình mới để vô trong cái keo cải của mình nha. Mình cắt cải ra để dễ rửa nha cả nhà. Cắt ra từng bẹ vậy đó nha, một chút xíu nữa mình rửa từng cái bẹ vậy nè, rửa phía trong á nó sạch hơn. Đó, mình tách cái cây cải ra vậy đó. Cải này mình trụng chứ không có phơi nắng nha cả nhà. Mình cắt thấy cái lá sâu hoặc úng mình bỏ đi cả nhà. Rồi mình tách ra từng bẹ xong hết rồi nè cả nhà. Cải rất là ngon đó cả nhà ơi. Cải này làm nó giòn và nó ngon lắm luôn á. Tách xong rồi bây giờ mình đem qua mình rửa nước muối cho thật là sạch nha. Mình chuẩn bị ở đây một thau nước để mình rửa cải nha. Mình cho vào đây khoảng 2 muỗng ăn canh muối hộp của mình đó cả nhà. Rồi mình cho cải vào đây. Cho một ít, mình ngâm nước muối trong 5 phút rồi bây giờ mình rửa lại cho thật là sạch. Cái thau này hơi nhỏ nên mình ngâm hai thau cho nó rộng rãi, nó không có bị dập cải đó cả nhà. Mình ngâm chặt quá cái cải của mình nó dập hết trơn đó. Mình cũng vẫn rửa kỹ lại từng bẹ rồi nè cả nhà. Mình làm kỹ thì để ăn nó lâu hơn nó ngon. Mình lấy tay mình rửa trong cái bẹ này cho thật là kỹ nè cả nhà. Mình rửa cho đến hết 3 cái cải của mình là được rồi nha. Mình rửa làm sao mà mình thấy hết bụi bẩn là được. Sau khi mình rửa xong rồi bây giờ mình cắt cải ra miếng vừa ăn nha các bạn. Mình cắt ra từng miếng vừa ăn theo ý của mình nha, để mình dễ trụng. Mình cắt ra nhỏ nhỏ vậy mình trụng nó dễ hơn để nguyên cái bẹ.
mình cắt ra từng miếng vừa ăn vậy nè các bạn. Khi mà mình ăn mình gấp ra mình ăn luôn nó dễ. Các bạn thấy cái lá giặt hoặc bị hư á thì mình cắt ra bỏ nha. Cải của mình mới sắc xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình đi bắt một nồi nước lên để mình trụng nha. Mình bắt lên đây một nồi nước để mình trụng cải đó. Mình cho vào đây 2 muỗng cà phê dung muối, muối hạt của mình đó. Rồi mình chờ nước vừa sôi tới thì mình trụng cải được. Mình có chuẩn bị đây một thau nước đá để một chút nữa mình trụng cải xong rồi mình để qua thau nước đá này nha cả nhà. Nồi nước của mình vừa lên tim thì mình trụng cải nha. Mình để vô từng mớ vậy đó cả nhà. Rồi mình sơ qua sơ lại rồi mình vớt ra liền. Mình vớt qua ra mình để vào thau nước đá hồi nãy mình chuẩn bị đó cả nhà. Mình trụng về trên cái cải của mình nó bớt đi cái vị mà nồng đó cả nhà. Mình để qua thau nước đá nó lên cái màu xanh đẹp lắm nè cả nhà. Mình để chút xíu mà mình vớt ra. Rồi mình vớt cái cải ngâm nước đá này, mình vớt ra gỗ để cho ráo nha. Rồi tiếp tục mình làm cho hết nha. Cái phần cải còn lại á. Cái của mình để nãy giờ ráo nước rồi các bạn ơi. Bây giờ mình để vô keo luôn nha. Ở đây mình có chuẩn bị cái keo thủy tinh. Mình rửa, mình phơi nắng sạch rồi các bạn ơi. Phơi khô ráo rồi. Bây giờ mình cho cải vô luôn nha. Rồi bây giờ mình cho cải vô keo luôn. Mình làm cải này mình không có để giấm, mình làm muối với đường cho lên men tự nhiên đó các bạn. Ở đây mình có củ hành tím cắt mỏng mỏng nè các bạn, cắt miếng cũng vừa vừa vậy đó, với ớt mình để thêm vào cho nó thơm. Mình cho củ hành vô từng lớp vậy đó các bạn. Cải xuống các bạn ơi. Mình chắc cải vô keo xong rồi nè các bạn. Mình để thêm ớt với củ hành đó. Làm cho cái keo dưa cải của mình rất là thơm ngon nha. Nhìn vô màu sắc cũng đẹp nữa. Bây giờ mình cho nước đường muối vô cái keo cải của mình luôn nha. Nước mình chắc sẵn qua cái ca cho dễ gót vô keo đó các bạn. Mình cho nước nhiều nhiều một chút đi các bạn. Rồi mình cho nước xong vô keo rồi các bạn ơi. Các bạn chắc nước chừa cái cặn lại nha. Giờ mình đậy nắp lại. Mình chờ đến 3 đến 4 ngày là cải của mình chua đó các bạn. Khi nào chua thì mình gấp ra
cho các bạn xem nữa nha. Rồi xong rồi các bạn ơi, đây keo dưa cải của mình ngâm được 4 ngày rồi đây các bạn ơi. Hôm nay là dưa cải nó chua rồi đó các bạn. 4 ngày là dưa cải của mình chua rồi đó các bạn. Giờ để mình chút ra trong cái gỗ. Chút hết nước ra, mình bỏ cái nước nha các bạn. Mình mới vừa chắc nước ra xong rồi đó các bạn. Mình làm bằng đường cát trắng nên dưa cải của mình màu vàng vợt chứ nó không có đậm gì mấy nha các bạn. Màu vàng tự nhiên. Để mình ăn thử cái dưa cải của mình giòn. Giòn ngon lắm các bạn ơi. Giòn ngon lắm luôn á các bạn. Vừa ăn xong rồi bây giờ các bạn để vô trong cái hộp á, mình bảo quản trong tủ lạnh mình ăn để được lâu á các bạn. Rồi mình ăn dần, mình ăn với thịt kho rượu ngày trong những ngày Tết á các bạn cho đỡ ngán á. Món dưa cải của mình đến đây hoàn thành rồi. Mình xin kết thúc video nha. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau.